bức chân dung gia đình của Quang Lê Vlog và chờ đợi 11 năm mới đông đủ. Phải mất đến 11 năm, gia đình Quang Lê Vlog mới có thể tề tựu đông đủ các thành viên để chụp bức ảnh gia đình hạnh phúc thế này. Nổi tiếng với các clip YouTube khởi nghiệp tại Angola, Châu Phi, Quang Lê Vlog không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng mạng, thường xuyên chia sẻ về cuộc sống nơi xứ người và các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Nhưng Quang Lê Vlog lại rất ít khi nhắc đến gia đình của mình tại Nghệ An. Điều này khiến không ít khán giả tò mò về gia thế cũng như các thành viên trong gia đình của anh chàng. Mới đây, chị gái Quang Lê Vlog đã đăng tải bức ảnh gia đình đầy ý nghĩa. Theo đó, cô xúc động chia sẻ khoảnh khắc 5 thành viên trong gia đình bao gồm bố mẹ, 2 em trai, trong đó có Quang Linh, cùng chụp chung một bức hình kỷ niệm. Đặc biệt, chị gái Quang Linh còn tiết lộ, để có được bức chân dung hạnh phúc này, gia đình cô đã phải chờ đợi suốt 11 năm mới có thể tề tựu đông đủ các thành viên như thế. Rất nhiều khán giả ngay lập tức chia sẻ niềm vui với gia đình Quang Lê Vlog vì cuối cùng mọi người cũng có được giây phút ấm áp như thế sau hơn một thập kỷ. Được biết, bố ruột Quang Lê Vlog trước đây là thầu xây dựng, ông sang Angola công tác và dẫn theo con trai đầu đi cùng. Năm 2016, lần đầu tiên chàng trai sinh năm 1997 xuất khẩu lao động và buôn ba nơi xứ người. Riêng chị gái Quang Linh tên là du học sinh Nhật Bản, cũng phải sống xa nhà một thời gian dài. Em trai Quang Linh sinh năm 2003, hiện đang là sinh viên Đại học Kiến trúc. Nhiều năm trôi qua, Quang Linh Vlog bây giờ không chỉ là YouTuber nổi tiếng, mà còn là người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khi làm rất nhiều công tác thiện nguyện ý nghĩa tại lục địa đen, giúp người dân nơi đây xây dựng cuộc sống ấm no hơn trước. Xa nhà 7 năm, nhưng số lần chàng trai xứ Nghệ về quê chỉ đếm trên đầu ngón tay vì quá bận rộn với công việc. Vì quá bận rộn với công việc tại Angola, Quang Lê Vlog rất hiếm khi về Việt Nam. Theo chia sẻ, lần này trở về quê hương công tác, Quang Lê Vlog và team của mình chỉ lưu lại một thời gian ngắn. Sau đó, cả team sẽ sang lại Châu Phi. Dịp Tết năm nay, anh sẽ về quê ăn Tết cổ truyền bên gia đình của mình tại Nghệ An.